Anh em muốn kiếm tiền online mà không sợ lừa đảo, liên ngay Momo Sky Xiaomi. Hệ thống chơi trận là Momo trả thưởng tự động sau 5 giây. Đường link mình đã để dưới phần mô tả nha anh em, nhớ click vào. Yo, hello nha, chào người nha, chào quay trở lại với channel mình đây, từ bà đạo người nha. Xin chào tất cả anh em của game poker đã khiến cho mình từ bà đạo bạn. Ok, quay trở lại video, mình khi vào video chính anh em xem video về like share kênh phải chính nhiều ạ. Ok, quay trở lại video và đang tiếp tục hành trình server ở server 1030 anh em nhé. Ok, giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đi điểm qua sự kiện và vui chơi sự kiện này anh em. Và xem nếu đủ mạnh thường thì tôi sẽ triệu hồi anh cháu. Về độ luôn, quên cháu thần gió về độ luôn anh em. Hôm qua thiếu 50 mạnh thường nữa các bạn, để xem nào hôm nay liệu có đủ không. Đầu tiên là ký nhận này anh em. Ngày mai nữa lại nhận thêm một khu hoa ta mới anh em, tuyệt vời. Rồi xem nào, xem này còn quen bí đỏ nữa anh em luôn nhá. Đầu tiên chút đánh 10 Tabu Coco à. Hệ điện này. Tiêu phí. Tiếp cộng rồi mua bánh mì anh em. Nhiệm vụ sưu tập rồi. Quần đảo, quét qua quần đảo đây anh em. 1 2 3. Ok. Quà hôm nay có gì đây? Úi giời, đồ nâng cấp thuốc cưới à. Ok, gom nhiệm vụ gom thể lực giáp về luôn anh em. Đi gom thể lực giáp về luôn. APK. APK. Ok. Rồi, xem thời tiết trước đi anh em, không để quên. Thời tiết hôm nay có gì đây? Điện hàng Ultra này. Hôm nay thời tiết này trời đẹp anh em, hôm qua tôi bắt cháu ca của một cháu Kakurem về độ anh em nhé. Đây là hết vé. Hôm nay có mưa lớn anh em. 13h44 đến 14h44 anh em. Mưa lớn. Khá là ngon đấy nhờ. Rồi. Giờ thì quyện qua sự kiện rồi anh em. Có đài 60 này. Khảm vô. Ok. Thám hiểm. Úi giời, mấy ngày hôm nay anh em. Ui nhìn này. Nhìn đá hay. Nhìn này anh em này. Bộ 3 về đội này. Úi, nhìn đá ghê á. Đó, nhận qua anh em. Qua điểm nào. Đó, điểm thì bây giờ cũng chẳng phải lo anh em. Nâng nào, đây mấy hôm luôn anh em, đã bảo để mấy hôm nâng luôn phát. Rồi. Tiền phú. Đây, cứ nâng dần sắp pool anh em này, đây, cứ nâng dần sắp pool rồi. Ok, mạnh thường hiện tại 1953. Tiếp theo chúng ta sẽ đi xem là sự kiện của chúng ta hôm nay còn quét đấy không anh em. Vẫn còn anh em nhá, vẫn còn đèn bí đỏ này, tranh thủ anh em. Đó, vẫn còn đèn bí đỏ các bạn. Ok, khá là ngon các bạn, ngon đèn bí đỏ anh em. Đó, vẫn còn đèn bí đỏ các bạn. Ok, thế thì sấy thôi. Thế thì sấy thôi anh em, ngại ngần gì ạ. Hai đèn. À đèn không? Hai đèn các bạn. Nói chung quét đèn này thì tôi thấy quét đây, quét chỗ nào cũng vậy anh em. Quét đây vừa được đồ này, vừa đèo đèn anh em, chả tội gì. Ok, tiếp nào. Quét nào. Quét xong qua bên sự kiện Noel đăng nhập anh em nhận thêm mảnh thương về nữa. Thế tôi bỏ ít mảnh cháu Pero xa đi. Được chịu gọi thần gió về luôn anh em. Được lấy thần gió về luôn cho nó gọn. Đấy, sáng ra cũng làm được ngay hơn chục đèn rồi anh em. Ngon lành.
Đó, hắn còn, nói chung là hắn còn đèn anh em nhé, bạn nào còn đang vẫn đang thiếu đèn thì cứ tranh thủ một quét ạ. À. 1 2 3 ok. Rồi, Evan qua qua tiểu phí này. Rồi. Chúng ta đi qua bên nợ sự kiện đây anh em. Rồi ok anh em xem nào, đây. Ngày mai đăng nhập nữa nhận được 50 mảnh thường này anh em này. Hôm nay đợi ngày mai anh nhỉ. Ngày mai 3 ngày nhận được 50 mảnh thường đó các bạn. Ngày mai là nhận được 50 mảnh thường này, ngon hơn. Bây giờ về đổi mảnh hơi khí nhỉ. Cái này tiệc mới sinh mỗi ngày nào anh em, mỗi ngày nào cũng nhận được. Sau đó anh em được phiếu. Mỗi ngày nó chỉ chọn ra 3 má trúng giải anh em. Cái này thì hên xui thôi, nói chung cái cống không phố luôn các bạn. Một quả Giáng sinh này thì ngon anh em này. Đó. Hết đống quà này, trong đây thì nó sẽ có deck chroma, có cả đồ đấy anh em. Đây xem phần thưởng này, đây các bạn đây. Đó, cả đây anh em, quả tôm mà ông ra được phần xương rồi. Chỉ còn tôi mong được 80 thẻ đột phá anh em này, 20 thẻ bí này cũng được, 50 dương này, ui, thực kiện nữa à. Ngon thế nhờ. Kết thúc về game anh em. Rồi, nhận quà đăng nhập anh em, 10 mảnh thường nữa về túi. À, đây có 2 mảnh nữa này. Đây có thêm 2 mảnh nữa các bạn. Shop nào. Để qua bên PK anh em. Cái này cũng có các bạn. Đó. Mua thêm. VIP. Rồi thư còn lại tìm ở đây. Giờ qua bên phe đoàn đây anh em, qua phe đoàn đó. 1, 2, 3 đây, lại thêm một chiến anh em. Mọi người khu vực mới rồi mà ấp phát là một chiến tăng ngay anh em. Đấy. Ok, vô đền thờ phụng nào. Ủa, trong BQ em mà quên chỗ Nova bá chủ kìa anh em. Nhìn đá con mắt kìa. Câu cá. Thiếu vàng à? Ô, thiếu vàng các bạn. Ơ kìa. Thiếu vàng anh em. Oh man, giờ đầu tiên bị thiếu vàng các bạn. Cái này tôi đập đá quá à. Rồi, đã tin anh em ra ngoài đập đá đó. Thiếu vàng mới sợ. Trời ơi. Cái mua hết đây đó anh em, mua hết đồ rồi đó. Rồi ok, ra ngoài nào. 5 giờ nhà tôi được đập đá đó các bạn. Rồi ok các bạn. Tiếp theo nè. Chúng ta đi kiểm tra xem thần gió chúng ta nào anh em. Đâu rồi. Tôi nhìn 5 giây bay. Ôi hộp quá các bạn. Ôi dồi, trừ đam cộng speed ạ. Một cái tính cách mà không thể nào mà gọi là có thể nào mà nói là nó ok hơn được nữa các bạn. Trời ơi. 68 à. 69 70 đúng không. 32 mảnh nữa anh em. Ôi trời ơi, cháu này gọi về muộn tí cũng không mất mát được anh em. Biết rằng ngày mai sẽ có 50 mảnh thưởng nhưng mà thời điểm hiện tại là không chờ đợi được nữa các bạn. Bảo luôn, không dài dòng, không liên thuyên anh em. Vì sao? Bởi vì tính cách quá chuẩn rồi các bạn ạ. Trời ơi, giờ mà không gọi về nữa thì bao giờ gọi về nữa đây. Thần gió thua rớt anh em. Tuyệt vời, hoàn tất tem bay. Nhưng mà trước cái giờ tem bay đã về tem 2 rồi anh em, chứ nó không còn là tem 1 như ngày trước nữa. Nhưng mà không sao các bạn, hệ đang hoàn tất. Mùa này đánh trang không phải lo lắng nữa rồi. Ok. Giờ tiếp tục lại là câu chuyện truyền cháu nào lên đây. Ok. Rồi lại đến mùa này, để dụ đến câu chuyện là truyền cháu nào lên đây. Anh em kiểm tra nào. Bên này mày tính rồi, anh em tính truyền cháu rồng mày đi này.
cháu dòng lên bộ skin cho nó là cũng được anh em. Đó, cũng có hồn hộ vệ, cũng có hồn mẫu, tăng tốc, ô thứ tăng crit à. Ok nhưng cũng được các bạn, nói chung là được. Đấy. Cháu này xem nào, cái này bộ skin thì sao? Cũng vậy, nói chung đều vậy anh em. Cái này đi thế nào? Hôm nay chưa có skin luôn các bạn. Đấy. Ok, làm nhiệm vụ chúng ta cần làm thôi. Dòng vô, bay vô, dòng tẩy, tẩy khỏi cần anh em. Đó, tẩy được dòng speed này. Tẩy được mỗi dòng speed anh em. Tẩy được mỗi dòng speed à. Ok, hơi phí nhưng mà thôi cũng đấy anh em. Thằng nào cũng lần này nữa xong hết rồi, còn chuyển ai nữa đâu anh em. Lấy luôn đi, kế nghiệp luôn đi các bạn. Ok à, căn cứ các bạn lại phải vào căn cứ anh em, đặt vào luôn. Rồi xem nào, giờ thấy vị trí của ai đây. Tạm thời thay đổi vị trí của hộ ô anh em. Đâu rồi, nó lại chạy đâu rồi. Ok, đó. Rồi, thì ra úp never rồi anh em. Thì ra úp cho pool never luôn. Thôi mà hôm nay ngồi cộng skin các bạn. Đấy là câu chuyện ngồi cộng skin anh em. Còn các kêu ghê thì tạm thời từ từ anh em vậy. Các kêu ghê là cộng sau vậy. Cộng với thần gió chứ anh em. Đó, theo mùa cham này chúng ta không lo bị đói nữa rồi các bạn. Mùa cham này tha hồ mà chiến đấu anh em. Đấy. Đấy, tinh thần chiến đấu quả cảm rồi. Về nào. Ây da. Nghe vui ghê, ghê ghê. Trời ơi, nghe vui ghê các bạn. Thế nào? Thần gió nhà tôi. Duyên, giờ này còn kích hoạt với cả ấy à. Duyên con này nghe thường cũng khó đấy nhờ. Rồi, ok. Duyên nào? Tăng luôn các bạn. Con này Duyên never. Từ từ các bạn, mất nhiều. Có 10 à? Rồi. 20, 30, 50, 60. Rồi, cũng Duyên anh em. Đừng làm khó cái này dễ các bạn. Trang phục mặc, trang phục mặc thì con này thì chắc là mang miếng, tính ra là mang cái nong nha để được anh em này. Mỗi con mong tấn công nhưng anh em mong tấn công được rồi. Ok, đạo cổ cái này chắc từ anh em tự tính sau. Huấn luyện, huấn luyện cho con bé nào trùng không mà cho túi đầy ra. Nhìn kỹ xem nào anh em, con nào trùng không, một cháu này. Con này giữ lại ăn gì? Để xem chung con nào không anh em, huấn luyện cho nó gọn túi đi ạ. À sáng nay mới về thêm con hệ hồn nữa rồi, nó chạy đâu rồi? Đây các bạn, gộp luôn đi. Rồi. Ok, giờ là chính thức hoàn tất tem đội để đánh cham rồi anh em nhá. Rồi. Champion đội nào? Ok, thần gió về luôn. Rồi, đứng ngay xuất ra. Các cái ghê vào anh em. Đó. Ok các bạn nhá. Đấy, hoàn tất tem đội cham anh em, tuyệt vời. Test tem bay phát nhờ. Chẳng đó đâu, lên phát nào. 5 triệu mốt. Ok, chưa ra gì lắm nhưng mà tất cả anh em đi test vui nào. Bạn bè đã đánh bác Toby này, thế mà anh em trong vui và đừng đánh Toby. Đấy, Toby đánh đâu nhỉ? Đâu, đâu mà đừng đánh bác thôi anh chơi chơi rồi bạn. Server tôi cũng chưa chú nhiều người để test các bạn. Ui ôi, thần gió giờ được speed hay còn thấp nhất team các bạn. Trời ơi. Ôi giời ơi, thần gió hiện tại còn thấp nhất team các bạn. Thấp nhất team luôn anh em. Rồi boost được phát này. Đó. Ôi bay màu ạ. Ở nói chung thì phải về nâng cấp ăn học thêm nữa anh em thì mới ổn được. Nhưng nói chung là ổn tem rồi các bạn nhé. Giờ lại mua mạnh dần thì đủ tiến cấp nữa là đột phá mega tiến cấp thần thú nữa anh em là tuyệt vời luôn. Đó ok. Nói chung thì tạm thời video hôm nay theo tôi kết thúc anh em đây nhé. Hẹn gặp mọi người clip theo, cảm ơn anh em đã dõi theo video kênh tương tự bá đạo nhiều. Giờ thì bye bye.